Tại tỉnh Tiền Giang, vào tối ngày 16 tháng 1 trên đường cầu Hộ Tài, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhận được tin báo, đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63B463865 lưu thông đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất kiểm soát, lao sang trái đường rồi tông sập vách tường hàng rào của một hộ dân. Cú tông mạnh khiến cho một dải vách tường rộng lớn bị đổ sập, còn nam thanh niên cùng phương tiện thì té ngã xuống đất. Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên trên đường đi, nạn nhân đã tử vong. Ghi nhận của phóng viên chương trình cho biết, tại hiện trường, một dải vách tường rộng lớn cùng khuôn bông đã bị đổ sập. Riêng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng và nằm bên trong phần đất của nhà dân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra xử lý.